Tại đồng bằng sông Cửu Long, nước lên nhanh đang gây áp lực không nhỏ đối với người nông dân ở các tỉnh đầu nguồn. Giá công nhân cắt lúa cao gấp đôi, gấp ba đã đành. Việc tìm được người cắt lúa ngập nước cũng vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, trong những ngày vừa qua, việc các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 ra quân giúp dân thu hoạch lúa là rất kịp thời và ý nghĩa đối với bà con nông dân. Cũng như nhiều hộ ở các xã Phú Lợi, Phú Mỹ và Vĩnh Điều, gia đình anh Nguyễn Hoàng Vũ ở ấp Cảng Ngay, xã Phú Lợi cũng đang tiến hành thu hoạch lúa chạy lũ. Mới vài hôm trước, anh còn vui mừng bởi năm nay lúa phát triển tốt, dự kiến 2 tuần nữa sẽ thu hoạch với năng suất cao. Nhưng chỉ sau 2 đợt mưa to, mực nước tại ruộng lên cao khiến anh không kịp trở tay. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 330 là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp anh giảm bớt những thiệt hại do lũ gây ra. Cũng nhờ cái bên bộ đội đồng sĩ đó, đó anh em tiếp được thì tôi cũng rất cảm ơn. Đầu tư vô đây là 100 mấy triệu. Nước cao thì thiệt hại phải từ 50%. Thì nó 10 hecta mà cắt cái dưới này được phân nửa, còn cái kia thì mới chỗ gậu. Nếu kia cắt được thì đỡ, còn không mấy thì bỏ, trắng tay. Người dân ở địa phương cho biết mấy ngày qua mực nước ở khu vực này lên rất nhanh. Mặc dù không có mưa, nhưng chỉ trong vòng một đêm, mực nước ở các cánh đồng có thể lên từ 1 đến 2 tấc. Điều đáng nói hơn là nhiều tuyến đê bao ở các xã thuộc huyện Giang Thành đều mỏng và thấp, có thể bị nước đe dọa bất cứ lúc nào. Trong khi đó, vụ hè thu năm nay, chỉ riêng xã Phú Lợi đã có hơn 3.000 hecta lúa được gieo xạ. Hiện chỉ có khoảng 1.000 hecta lúa có thể cắt sớm chạy lũ. Chiều nay thì chúng tôi mới tiến hành là cùng với nhân dân để khắc phục cái đoạn đê ở bên cái kênh HN1 bên đây. Nếu trong những ngày tới thì nước tiếp tục dâng thì đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn sẽ tiến hành là điều động tiếp đơn vị sẽ cùng với địa phương tiếp tục khắc phục cái cắt lúa tiếp nữa để bảo đảm cho giữa kết hợp quân với dân trong thực hiện nhiệm vụ. Vất vả khó khăn là vậy, nhưng những ngày qua được gần dân, giúp đỡ người dân bằng những việc làm thực tế đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 330 hiểu hơn những khó khăn của họ. Giữa đồng lúa mênh mông nước càng làm cho hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng, thắm tình quân dân.